Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. À, tiết học vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua vùng kinh tế thứ nhất trong bảy vùng kinh tế của nước ta, à, đó là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. À, tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp vùng kinh tế thứ hai, đó là vùng đồng bằng sông Hồng à vùng đồng bằng sông Hồng chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung hai bài học đó là bài 20 và bài 21. Ở bài 20 chúng ta sẽ tìm hiểu về các nội dung như sau. À, thứ nhất là phần vị trí địa lý, thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, thứ ba là đặc điểm dân cư xã hội. Riêng phần đặc điểm dân cư xã hội này là phần các em tự học các em nhé. Tiếp theo, ở bài 21 chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung thứ tư đó là tình hình phát triển kinh tế và à, nội dung thứ năm là các trung tâm kinh tế của vùng. Đầu tiên là bài 20. Ở bài 20 chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ nhất đó là phần vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Mời các em quan sát một cái à, bản số liệu. À, đây là bản số liệu về diện tích và dân số các vùng kinh tế của nước ta năm 2002 với cái bảng số liệu này không lạ đối với kem bởi vì chúng ta đã từng thấy qua đã từng nhận xét qua tiết học của tuần trước rồi trong cái bảng số liệu này chúng ta cũng đã từng nhận xét vùng trung du miền núi Bắc Bộ là vùng có diện tích lớn nhất ở nước ta trong 7 vùng kinh tế bây giờ chúng ta sẽ à, quan sát ở cái vùng kinh tế thứ hai nè đó là vùng đồng bằng sông hồng có diện tích là 14.806 km vuông à, đây là vùng à, có cái diện tích nhỏ nhất so với các vùng kinh tế khác ở nước ta à, và vùng chiếm 4,5% diện tích à, của cả nước à, sang đến cột à, dân số nè thì chúng ta thấy cái cột dân số đồng bằng sông hồng có cái số dân là à, 17,5 À, triệu người à, và nếu so sánh dân số với các vùng kinh tế khác thì chúng ta thấy à, đây là vùng có số dân à, đông nhất ở nước ta à, chiếm 22% dân số của cả nước tiếp theo đây à, chúng ta sẽ à, theo dõi một cái lược đồ đây là lược đồ tự nhiên của vùng đồng bằng sông hồng à, dựa vào lược đồ này hãy xác định vị trí địa lý giới hạn của vùng đồng bằng sông hồng À, vùng đồng bằng sông hồng nằm ở trung tâm của bắc bộ nằm ở hạ lưu của hệ thống sông hồng và sông thái bình ở phía bắc của vùng và chúng ta xem phía bắc của vùng nè à, phía tây và phía tây nam của vùng giáp với trung du miền núi bắc bộ à, còn ở à, phía đông và đông nam của vùng thì giáp với vịnh bắc bộ còn phía nam thì giáp với bắc trung bộ à, ở vùng trung du miền núi bắc bộ thì chúng ta biết đây là vùng giao về tiềm năng khoáng sản và có ngành thủy điện phát triển bậc nhất của nước ta. Còn với cái vùng bắc trung bộ đây là vùng có tiềm năng về lâm nghiệp cũng như là ngư nghiệp. Riêng phía đông và phía đông nam của vùng đồng bằng sông hồng nè có giáp biển như vậy vùng có tiềm năng phát triển các ngành kinh tế biển. Với cái vị trí địa lý như trên thì vùng có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế xã hội của vùng? Nè, vùng dễ dàng thuận lợi cho việc lưu thông, trao đổi buôn bán hàng hóa giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau kể tên các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Hồng. À đầu tiên, chúng ta sẽ kể đó là Vĩnh Phúc nè, Hà Nội nè, Bắc Ninh nè, Hà Tây Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định và Ninh Bình À, Hà Nội là thành phố lớn ở nước ta cũng là thủ đô của nước ta trong cái lượt đồ này nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy tất cả là có 11 tỉnh thành tất cả Tuy nhiên vào ngày 1 tháng 8 năm 2008 thì Hà Tây đã xác nhập với Hà Nội thành một rồi. Do đó hiện nay vùng chỉ có à 10 tỉnh thành thôi nha các em nha. Nếu trước đây vùng là 11 tỉnh thành thì hiện nay chỉ còn có 10 tỉnh thành thôi. À tiếp theo đây chúng ta sẽ xác định hai cái đảo lớn trong vịnh Bắc Bộ đó là đảo Cát Bà và đảo Bạch Long Vĩ đây là vị trí của hai đảo là một trong những địa điểm du lịch khá nổi tiếng của vùng đồng bằng sông Hồng. Đây là hình ảnh của đảo Cát Bà nè và đây là hình ảnh của đảo Bạch Long Vĩ nè. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua nội dung thứ nhất của vùng đồng bằng sông Hồng là phần vị trí địa lý và giới hạn. Đây là phần nội dung ghi bài của các em nè. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp à, nội dung thứ hai đó là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng. À, mời các em quan sát cái lược đồ tự nhiên của vùng. À, dựa vào lược đồ này à, cũng như là những kiến thức chúng ta đã học trong chương trình địa lý lớp 8 hãy nêu các đặc điểm tự nhiên à, của vùng đồng bằng sông Hồng à, bao gồm các yếu tố địa hình, à, khí hậu, sông ngòi, à, đất đai, à, khoáng sản, sinh vật cũng như là tài nguyên sinh vật biển của vùng. À, đầu tiên là chúng ta sẽ à, nói đến yếu tố à, địa hình à, khi chúng ta nghe nói tên à, của vùng kinh tế thứ hai này à, là vùng đồng bằng sông hồng thì chúng ta nghĩ ngay địa hình ở đây đó là địa hình gì các em đó là địa hình đồng bằng châu thổ do sông hồng bồi đắp à, với địa hình đồng bằng thì à, nơi đây địa hình rất là bằng phẳng dễ dàng cho việc đi lại dễ dàng cho việc giao thông dễ dàng cho việc sản xuất cũng như xây dựng các cơ sở hạ tầng nên đây là một trong những cái vùng đông dân của nước ta À, yếu tố thứ hai đó là về khí hậu nền tảng chung của khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm à, trong năm à, nước ta có hai mùa gió đó là mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam các em có còn nhớ ở bài trước cô có nói với các em là à, gió mùa đông bắc hoạt động trong khoảng thời gian nào các em còn nhớ không đó là trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, gió này có tính chất là lạnh và khô và nó ảnh hưởng trực tiếp đến các cái vùng kinh tế phía bắc và vùng ảnh hưởng trực tiếp của gió này đó là trung du miền núi Bắc Bộ, đây là vùng có khí hậu lạnh nhất nước ta, vùng ảnh hưởng của gió này đứng thứ hai đó là đồng bằng sông Hồng. Như vậy đồng bằng sông Hồng có mùa đông lạnh à, nên à, với cái thời tiết lạnh vào mùa đông à, vùng còn trồng thêm được à, các cái cây trồng của à, miền ôn đới và cận nhiệt như vậy cây trồng nơi đây ngoài à, các loại cây trồng nhiệt đới ra thì còn có thể trồng được các loại cây ôn đới và cận nhiệt do đó cây trồng nơi đây rất là đa dạng à, yếu tố thứ ba đó là yếu tố sông ngòi À, nơi đây có hai hệ thống sông lớn đó là hệ thống sông hồng và hệ thống sông thái bình à, là nguồn nước tưới tiêu rất là dồi dào cũng như là à, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nơi đây nói đến sông hồng à, chúng ta cần phải à, nắm được cái ý nghĩa của con sông này đối với sự phát triển nông nghiệp cũng như là đối với đời sống của người dân nơi đây à, sông hồng à, xét về mặt tích cực À, đây là con sông à, bồi đắp phù sa tạo nên đồng bằng châu thổ màu mỡ à, đây là địa bàn à, sản xuất nông nghiệp đứng thứ hai ở nước ta à, um, sông hồng luôn cung cấp phù sa cho đồng ruộng và cung cấp nước cho nông nghiệp à, không những thế à, đồng bằng sông hồng còn cung cấp nước cho sinh hoạt của người dân cung cấp cá tôm cho đời sống dân cư và giúp cho việc giao thông thêm thuận lợi và à, sông Hồng cũng là địa bàn để nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Tuy nhiên à, bên cạnh đó à, sông Hồng cũng mang đến không ít những cái mặt tiêu cực à, đó chính là thường gây ra lũ lụt à, nên à, vùng này có một cái hệ thống đê điều rất là vững chắc để đảm bảo à, sản xuất à, tài sản và tính mạng của người dân nơi đây việc xây dựng nên hệ thống đê điều này rất tốn kém về ngân sách của nhà nước tuy nhiên hệ thống đê điều nơi đây được xem là niềm tự hào của người dân đồng bằng sông hồng là nét độc đáo của nền văn hóa của vùng này cũng như là của việt nam nước ta Tiếp theo đây chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi kế tiếp à, dựa vào lược đồ à, hãy kể tên à, các cái à, loại đất chính trong vùng đồng bằng sông Hồng. Chúng ta quan sát cái bảng à, chú giải bên dưới này nè. À, à bảng chú giải bên dưới này thì chúng ta thấy ở vùng đồng bằng sông Hồng có rất nhiều loại đất. À, nhưng mà đất chiếm diện tích lớn nhất trong vùng đó là đất phù sa là cái miền mộ à, xanh nè các em à, đất phù sa được phân bố tập trung ở vùng trung tâm à, đây là địa bàn thăm canh nông nghiệp à, sản xuất chủ yếu lương thực và thực phẩm trong vùng à, và à, loại đất thứ hai à, đó là đất phù à, đất Feralit có màu đỏ vàng nè à, và đất xám à, trên phù sa cổ được phân bố ở phía bắc phía tây và tây nam của vùng À, tuy à, cái đất ferrolit và à, đất xám à, phù sa cổ à, nó không có cái độ phì à, nhiêu giống như à, là à, đất phù sa à, nhưng nó có giá trị để trồng cây công nghiệp cũng như là cây ăn quả kế đến đó là à, đất phèn và đất mặn à, đất phèn và đất mặn được phân bố ở ven à, biển à, đất này có diện tích nhỏ như khi nãy cô nói là phân bố ở ven biển dùng để trồng cối nuôi trồng thủy sản làm muối và trồng rừng phòng hộ ven biển đặc biệt là rừng ngập mặn. và một cái nhóm đất nữa đó là đất lầy thuộc. ở đất thầy lầy thuột này có diện tích khá lớn, phân bố ở các cái vùng trũng tập trung ở phía nam. À, vùng đồng bằng sông hồng à, đặc biệt là ở các tỉnh như là hà nam nè à, nam định và ninh bình à, đất này đang được cải tạo dần để trồng lúa và nuôi trồng à, thủy sản tiếp theo đây à, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp yếu tố kế tiếp à, đó là khoáng sản đây là cái nguồn tài nguyên à, của vùng à, vùng có các loại khoáng sản như sau à, thứ nhất đó là đá vôi nè à, đá vôi À, và cái đến đó là xét cao lanh à, xét cao lanh um, thang nâu à, khí tự nhiên à, các cái suối nước khoáng à, như vậy là trong vùng chúng ta thấy cũng à, có là à, khá nhiều à, khoáng sản tuy nhiên à, so với vùng trung du miền núi bắc bộ thì à, vùng đồng bằng sông hồng ít khoáng sản hơn đây là một số những cái hình ảnh của các cái nơi khai thác các loại khoáng sản như là khí đốt nè ở thái bình nè mỏ cao lanh ở hải dương nè mỏ than nâu ở hương yên đá vôi ở hà nam xét ở hà nam và suối nước khoáng với những cái đặc điểm tự nhiên mà chúng ta vừa tìm hiểu nó đã đem đến những cái thuận lợi gì cho sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông hồng À, vùng đồng bằng sông hồng à, được xem là à, vùng à, có cái à, vị trí thứ hai về sản xuất lương thực ở nước ta sau đồng bằng sông à, cửu long à sau đồng bằng sông cửu long và cô nhắc lại đây là vùng à, trồng lúa đứng thứ hai ở nước ta sau đồng bằng sông cửu long à, nhờ à, vào những cái điều kiện tự nhiên à, thuận lợi như là à, nơi đây có đất phù sa màu mỡ à, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh à, thủy văn à, có cái nguồn nước dồi dào thuận lợi cho thăm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp À, và vùng có cái thời tiết lạnh vào mùa đông à, thích hợp trồng các loại cây ưa lạnh à, như là cà chua à, các loại rau à, ngô đông à, khoai tây su à, hào bắp cải đây là một số những cái loại cây trồng à, được trồng vào mùa đông à, và vụ đông được xem là à, vụ sản xuất chính ở một số địa phương trong vùng Tiếp theo đây, chúng ta sẽ theo dõi một số những cái hình ảnh về cái nguồn tài nguyên biển của nước ta. Như khi nãy cô nói là vùng đồng bằng sông Hồng, phía Đông và Đông Nam có giáp biển, như vậy vùng có các ngành kinh tế biển như sau. Đầu tiên là ngành đánh bắt ngành đánh bắt nuôi trồng thủy sản nè ha cứ thứ hai đó là ngành giao thông vận tải biển và thứ ba đó là ngành du lịch biển đó là cái nguồn tài nguyên biển đang được khai thác có hiệu quả và hiện nay là một trong những ngành được chú trọng phát triển trong vùng Bên cạnh đó, à, vùng còn có rất nhiều những cái khu vườn à, quốc gia, à, rất nhiều những cái bãi biển đẹp. À, đây là à, một trong những cái địa điểm du lịch khá nổi tiếng của vùng. Đó là à, các cái vườn quốc gia Cát Bà, vườn Xuân Thủy nè, các bãi biển Cát Bà, các bãi biển Đồ Sơn nè bên cạnh những cái thuận lợi mà tự nhiên mang đến cho vùng đồng bằng sông Hồng trong sản xuất nông nghiệp thì tự nhiên cũng mang đến không ít những khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đó là những khó khăn nào mời các em quan sát một số những cái hình ảnh sau đây. Là một vùng đông dân. à là một vùng đông dân, cái quá trình đô thị hóa ở đây diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, nên một số diện tích đất nông nghiệp đã được sử dụng thành đất thổ cư, nên cái bình quân đất nông nghiệp nơi đây thuộc vào loại thấp so với các vùng khác ở nước ta. À, vào mùa đông à, thì thời tiết trở nên giá lạnh khi à, có gió mùa đông bắc thổi đến, à, à, khiến cho cái thời tiết nơi đây nhiệt độ à, thay đổi đột ngột xuống rất thấp, à, thời tiết trở nên rét đậm và rét hại, có ảnh hưởng đến à, sức khỏe của à, người dân, có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp à, rất lớn tuy nhiên gió mùa đông không chỉ mang đến thời tiết lạnh mà nó còn mang đến cái thời tiết khô nữa, khiến cho đất đai nơi đây trở nên hạn hán, đất bị thoái hóa, có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Vào mùa hạ thì là vùng nằm ở hạ lưu của sông Hồng và sông Thái Bình nên vùng thường hay bị lũ lụt và à, đặc biệt là à, phía đông và Đông Nam có giáp biển nên vùng cũng thường xuyên ảnh hưởng của bão đó là những khó khăn à, do thiên nhiên mang đến có ảnh hưởng à, rất lớn đến sản xuất nông nghiệp trong vùng à, như vậy để khắc phục những khó khăn do à, thiên nhiên mang đến thì à, chúng ta cần áp dụng những cái biện pháp nào à chúng ta sẽ theo dõi những cái hình ảnh sau đây à đó là những cái biện pháp nào kem đó là cần phải theo dõi dự báo uh, thời tiết uh, để kịp thời đề phòng ứng phó với thiên tai kiểm tra và gia cố các đê điều hàng năm uh, đồng thời nạo vét và tu sửa các công trình thủy lợi bên cạnh đó thì ở ven biển uh, nên trồng uh, các cái loại rừng ngập mặn À, đây là một trong những cái biện pháp hữu hiệu nhằm ứng phó với sự biến đổi của khí hậu nhằm ứng phó với sự biến đổi của thiên nhiên như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua về các cái yếu tố tự nhiên của vùng cũng như là các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng đây là phần ghi bài của các em ở nội dung thứ hai sang đến nội dung thứ ba là phần đặc điểm dân cư xã hội thì phần này các em sẽ là tự học các em nha. Như vậy để củng cố lại phần kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu qua chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi sau đây. Mỗi câu hỏi cô sẽ có 4 đáp án và chúng ta sẽ chọn một cái đáp án đúng nhất trong 4 đáp án các em nhé. Câu hỏi thứ nhất là vùng đồng bằng sông Hồng. À, là vùng châu thổ, à, vùng đồng bằng sông Hồng là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông A sông Hồng và sông Thái Bình, B sông Hồng và sông Đà, C sông Hồng và sông Cầu và D là sông Hồng và sông Lục Nam. Trong bốn đáp án chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đáp án đúng nhất em? Đó là câu A. À, sang đến câu hỏi thứ hai, à, câu hỏi thứ hai là thế mạnh về tự nhiên tạo cho đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông Đó là A. Đất phù sa màu mỡ B. Nguồn nước mặt phong phú C. Có một mùa đông lạnh Và D. Địa hình bằng phẳng có hệ thống đê sông đê biển Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất Đó chính là đáp án C Câu hỏi thứ 3 Tài nguyên khoáng sản có giá trị ở vùng đồng bằng sông Hồng là A. Thang nâu composite sắt dầu mỏ b đá vôi xét cao lanh khí tự nhiên và thăng nâu c apatit thăng nâu mangan đồng và d thiết vàng trì và kẽm trong bốn đáp án a b c d thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đúng nhất các em đó là đáp án b bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài tập đó là bài tập số 3 trang 75 sách giáo khoa bài tập cho chúng ta một cái bảng số liệu à sau đây ở đây là bảng số liệu về diện tích đất nông nghiệp dân số của cả nước và đồng bằng sông hồng năm 2002 người ta yêu cầu chúng ta vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở vùng đồng bằng sông hồng và cả nước đơn vị là ha trên người sau đó nêu nhận xét Các em có thấy một cái điểm khác biệt ở cái bài tập này hay không nè bài tập này người ta cho chúng ta cái cột đất nông nghiệp là nghìn ha một cái cột dân số là triệu người thế nhưng người ta yêu cầu chúng ta vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp của đồng bằng sông hồng và cả nước đơn vị là ha trên người như vậy để vẽ được cái biểu đồ này thì chúng ta cần phải lập một bảng số liệu mới à, và trước khi lập bảng số liệu mới thì cô sẽ cung cấp cho các em một cái công thức tính bình quân đất nông nghiệp à, muốn tính bình quân đất nông nghiệp chúng ta sẽ lấy đất nông nghiệp là ha chúng ta chia cho số dân với cái đơn vị là người à, chúng ta lưu ý nha, đất nông nghiệp trong cái bảng số liệu này là đơn vị nghìn ha nhưng trong cái công thức của cô là đơn vị là ha Còn trong bảng số liệu dân số đơn vị là triệu người à, còn trong cái à, công thức của cô là đơn vị là người như vậy muốn áp dụng được các công thức này để chúng ta ra đáp án đúng thì các em cần phải đổi chữ nghìn này nè với chữ triệu này nè ra thành con số nhưng trước khi các em đổi ra thành con số thì các em phải lưu ý các cái dấu phẩy ở đây nha chúng ta không có để ý dấu phẩy này là chúng ta sẽ đổi ra sai đó như vậy sau khi mà chúng ta đổi số liệu ra chúng ta tính toán ra thì chúng ta sẽ có các cái số liệu như sau bình quân đất nông nghiệp của cả nước là 0,12 và còn bình quân đất nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng là 0,05. Chúng ta dựa vào hai cái số liệu này để chúng ta vẽ hai cột. À, à, chúng ta đầu tiên chúng ta thấy cái con số cao nhất là 0,12 nè. À, chúng ta sẽ vẽ một cái hệ trục như thế này. À, một cái trục thẳng đứng này nó sẽ thể hiện bình quân đất nông nghiệp đơn vị là ha trên người, còn cái trục nằm ngang này là thể hiện vùng À, cô sẽ chọn con số 0,12 này cô sẽ chia 10 à, cô sẽ chia ra 6 đoạn bằng nhau à, mỗi một đoạn như vậy là 0,02 các em lưu ý là à, ngay điểm giao nhau của hai trục là phải có số 0 các em nha rồi bắt đầu cô sẽ à, hướng dẫn các em vẽ cột thứ nhất nè cột thứ nhất cô vẽ cả nước trước à, cả nước với cái số liệu là 0,12 cô đặt cây thước lên đây cô giống ngang qua và cô vẽ cái cột thứ nhất à, ở dưới chân cột thì cô ghi tên là cả nước, còn ở đầu cột thì cô ghi số liệu là 0,12. Như vậy là cô đã vẽ xong một cột. Bây giờ cô vẽ đến cột thứ hai, à, vẽ cột thứ hai là đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng là 0,05. Ở đây chúng ta có cái đoạn 0,04 và 0,06 nè. À, chúng ta sẽ chia đôi cái đoạn này ra thì 0,05 nó nằm ở phần giữa này nè. Chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang và chúng ta sẽ vẽ cái cột thứ 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 hai lên. À, ở dưới chân cột thì chúng ta ghi là ở vùng đồng bằng sông Hồng Còn trên đầu cột chúng ta sẽ ghi số liệu là 0,05 à, Sau khi chúng ta vẽ xong rồi Chúng ta kiểm tra lại coi chúng ta còn thiếu chi tiết nào hay không Chúng ta còn thiếu một chi tiết đó là thiếu tên biểu đồ à, à Đây là cái biểu đồ bình quân đất nông nghiệp Theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng à, và cả nước năm 2002 à, Sau khi vẽ xong biểu đồ rồi Thì chúng ta sẽ tiến hành bước cuối cùng đó là chúng ta nhận xét là chúng ta sẽ nhận xét cây cái, cái bình quân đất nông nghiệp mà theo đầu người ở đồng bằng sông hồng so với cả nước như thế nào em? so cả với cả nước là thấp hơn có phong nè à, thấp hơn à, và cái bình quân đất nông nghiệp của đồng bằng sông hồng chỉ chiếm gần 1,3 à, phần trăm một phần 3 bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của cả nước thôi. Điều này cho thấy vùng đồng bằng sông Hồng là nơi đất chật người đông. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài tập thứ hai. À, các em về nhà, à, các em sẽ à, hoàn chỉnh à, cho cô cái bài tập à, này trong tập các em nhé. Các em vẽ lại cái bài tập này à, vào trong tập học của các em. À, các em ở nhà, à, cô nhắc lại là các em hoàn thành cái bài tập số 3 vào trong tập học của các em các em học bài 20 và sau đó các em chuẩn bị cho cô bài 21 các em nhé bài 21 chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các cái nội dung còn lại đó là tình hình phát triển kinh tế của vùng cũng như là các trung tâm kinh tế của vùng bài học hôm nay đến đây là hết À, cô chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em ở tiết học sau các em nhé